xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip của mình. Thì tiếp tục Serie B A, hôm nay tôi sẽ thử thách đội già đội trẻ solo với nhau nhé. Thì sẽ là mỗi người sẽ là dùng một cái đũa và một cái chổi các bạn ơi. Thì hai đội sẽ chọc với nhau 3 ván thắng 2. Ai mà thắng 2 thì người ấy sẽ giành chiến thắng và nhận được 1 triệu đồng người thôi. Còn đội thua sẽ phải chui gầm bàn nhé các bạn nhé. Ok. Các bạn ơi, hai thằng trẻ kia nó biết chọc đâu mà chọc bằng gậy gì, bình thường chọc bằng gậy VA chúng tôi đã thua rồi, thì chọc bằng đúa mới chọc bằng cái chổi này thì chúng tôi mà không thắng thì ai thắng, phải không bác? Đúng rồi. Dạ, chúng tôi không phải nói nhiều các bạn, hôm nay tôi sẽ hạ hai thằng kia các bạn nhé. Mu. Các bạn ơi, hai cái thằng già kia nó gáy ngu quá các bạn, tôi thầm tính tiền. Tôi kinh nghiệm cầm hai mấy cái chổi đây các bạn biết rồi, đẳng cấp của tôi thật sự có thừa rồi. Hai kia hôm nay tôi cắt vái luôn nhưng các bạn nhé, không phải cắt cổ đâu. Các bạn ơi, gậy VA kia thì đội già đã không ăn được rồi, hôm nay chơi với dụng cụ mới là đũa và chổi thì đội già thì không có một cái cửa gì để được thi đấu với đội trẻ các bạn ơi. Thì các bạn bảo đội già là giỏi nhiều thứ thì hôm nay thì còn tôi sẽ thi đấu VA cho các bạn biết là đội trẻ giỏi hơn hay đội già giỏi hơn nhé các bạn nhé. Bây giờ đội già đội trẻ cho suýt xem ai phá cơ trước nhé bạn nhé. Rồi, đội già sẽ phá cơ trước. Đấy, cầm chổi phá đi. Đào phá lên đội. Rồi, chắn nẻ hay là từ một... Cứ 8 bóng được các bạn ơi. Làm 3 ván ăn, cứ ăn 8 bóng được là thắng rồi. Cứ ăn con nào cũng được đi. Đủ 8 con là được. Rồi, các bạn ơi, thì đội tôi đẳng cấp thì tôi cầm cái gậy này tôi chặt nhá. Đang hoạt đẳng cấp hơn thì cầm cái búa. Bên kia ai cầm gậy ai cầm búa. Nhìn kia đây cứ bàn kia, cứ xem kia không nhất thiết là phải một người cầm búa, một người cầm chổi. Các bạn thấy chuyên nghiệp không nhỉ? Đó, phải tin đấy. Tốt. Ăn đây rồi. Không ăn nào phá cơ phá là rất là lợi thế luôn. Đến lượt của tôi thì tôi sẽ cầm chiếc đũa thần kỳ này tôi chọc với các bạn nhé. Con 11 tôi ăn rồi, không nên nhiều múc. Không ăn được thì thôi đấy nhỉ. Ui. Phá cái gậy là lợi thế quá mà không ăn được quân nào. Bây giờ khó lên. Tôi dặn đến tôi đũa tí tập phòng con vào chổi thì nó lại ăn lợi thế rồi các bạn ạ. Giờ đấy không ăn được thì phải giấu cái các bạn ạ. Kia ăn nó. Khó gì. Chạm bi vào. giờ nó đến cái chổi biếu nó hai con này rồi. Các bạn ơi, thì đây là có con 4 với con 2. Chổi này khác gì gậy. Cố gắng đây. Rồi, 4 con này. Hết ăn rồi. 14, 14, 14. Này con ăn. Đố ăn được 14. Cho thẳng như thế này các bạn ơi. Ui ra rồi. Ui giời 12 này. Cố lên, cố lên. Chờ. Tuổi gì? Ôi. Lại ngồi đấy rồi. Anh nhớ lần này không ăn được với con 11 thì tôi đấy. Đi dễ như vậy. May gặp biếu luôn giúp. Giờ tôi khó thế nhỉ. À không ăn được là phải tính dấu cái. Đỏ mắt nè. Chạm đi, tôi nhất là chạm đi đi, tính chạm đi đi. Chạm đi đi, tốt thì còn đã tốt thì cũng biết đường rồi. Đâu? Sao mới đến là gì bác đi nào nữa? Băng ngoặt ấy. Ừ, một này các bạn ơi. Băng ngoặt rồi. Băng ngoặt ở bên kia đánh rốt nên đánh thế này điều cơ để cho bên kia mới ăn được. Rồi. Chờ. Con 2 này. Tỷ số là 2-0 nha các bạn nhá. Ăn con 2 là bằng 3-0. Ui, thành cơ thế. Thành cơ khó hơn mình này. Không ăn được quân nào mới để. Không ăn đi, cơ nào ăn đi đây đánh mua đi. Hả? Không ăn cơ nào đánh mua đi. Thôi để ăn 1-1. Ui giời ơi, cơ này. Rồi, đúng không? Chả ăn quân nào, quân 8 dưới ăn nhưng mà đúa nó rất là khó chọc. Tôi với cả Hiếu thì là hai thằng đẳng cấp hơn hai thằng kia rồi thì chúng tôi sẽ chọc đúa. Rồi, bác bạn ơi, cơ hội. Tập trung vào, không đi đâu mà vội. Bông bi này các bạn nhé. Mạnh một chút. Vân Lâm, may vãi chưởng các bạn ơi. Vậy là tỷ số đang là 1-2. 1-2 rồi, bông bi rồi. Ôi, cái này giờ chỉ chọn an toàn. Rồi, dấu cái. Không chặn. Rồi, không chặn rồi, nhất nhất đi em ơi. Các bạn ơi, vừa ăn được một trái chưa mừng, chưa hết mừng đã nhấc đi lên. Chưa nóng ổ đã phải mang lên. Lại một điều cơ cho họ ăn nữa chứ. Các bạn ơi, nhìn thế này. Ok.
Ô đâu? Ui ừ, mạnh nữa là ăn đâu? Tôi sẽ ăn tầm 14 này, điều cái xuống ăn 12. Rồi, cho không 14 mình đi. Rồi này, tôi vừa bôi lơ rồi các bạn này, quả này tôi ăn. Lơ, từ đấy chưa bôi lơ là. À thằng tốt, mấy thằng tốt này biết cái gì được không? Anh lơ là sao nó mười chổi. Lơ là sao mười chổi. Ui, tí nữa ăn. Rồi. À, bắt ngọt. Mười này nó cũng chẳng nhưng mà đều hơi xa. Có thế nhỉ, không ăn được cây nào. Ăn được. Ơi gọi là tính đi. Đây là xuân. Tính các bạn tính cả đẳng cấp, ăn xuân. Thì số là 1 nào các bạn nhá. Đấy bác mặt chọc nhét hết đây. Số 8 này. Nhưng mà bác mặt tại sao lại toàn điều cơ để cho họ ăn lên dưới rồi. Số 8 nó ngon được. Ừ. Cũng ngành được. Thì số 2 môn các bạn nhá. Con 6, con 15, con 12 à? 12 đây đi ạ. Hôm nay cũng gần. Ăn ở đâu? Khó là cơ này mình cũng khó. Ờ các bạn ơi, tôi sẽ bôi lơ. Bôi lơ nó vào rồi cái đấy. Lơ phải có một bát con mà. Không ăn lắm rồi muốn vào. Các bạn tôi sẽ ăn xuân nhá. Tốt. Ấy à, ấy à, ấy à. Bình tĩnh xuân như vậy. Wow. Rồi. 5 là nhớ. 5 là khó rồi đấy. 13 không nhìn nhiều con lắm, anh chặt cái đầu con nhé, anh ơi con đằng sau cầm ngực nhiều hơn. Nhiên 3 đó là nhiên 3 là chấm nhất. Vậy là anh 12 nhờ hả? Đó 12 gần 3 gần 3 đấy, đấy. Tôi dọn bàn thật. Anh nhưng mà cầm cái thử cầm tối cũng đẳng trong được dễ hơn nhiều. Ăn hết, rồi lại ăn hết thật. Mạnh cái lên, cái đập tiền. Số là 3, 3, 3, 1 à? Mạnh cái lên. Có phết nhưng mà lại chậm. Ui. Tốt, cô này. Nút đi 7 đi. Phòng cơ là hai lúc ăn được 7, nhưng cơ là anh ăn 7 à. Chuẩn đấy, chuẩn đấy. Lành tốt. Nhất lốt vi rồi. Còn một vi em với anh vi nhất lốt lên nhá. Thì số 3 không mai. Thôi được. Rồi vẫn mà ăn được. Đấy, nhìn vẫn ngoài chặt như thế anh yếu chặt chặt có kỹ lực rồi. Rồi đấu cơ đi, cứ đùn ở đây thôi. Đấu cơ. Cú lên đồng thêm chủ cái này nó sẽ lăn lửa không tới đâu, không tới đâu, bác phải nhập pin đấy. Tiếp xúc mũi ít thì sao cả. Lăn này cửa lỗ thật rồi nhưng mà không sợ không chặn là nhấp pin đó. Ui, đi ăn. Đi ăn. Nói đến được tôi vậy, chết cái này. Ha 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 ha. Cháu bảo sai đâu. Có thế nhỉ. Cái này sạch ở cái trên này đúng không? Bún vậy, đây, là cơ bản. Các bạn nhìn tôi chọn bún khét đẹp thôi này. Vậy là vẫn 3 không à? Được 3 không. Ê. 3 không tính gì? Các bạn anh kéo thời gian này thôi. Tôi sẽ chọn một ván dài, kéo một tôi kéo để chuẩn bị chuẩn luôn. Chọn đúng một ván này, con ăn thua rồi các bạn ạ. Thế tôi từ đây là tôi thả cho nó gây cấn cho các bạn nhá. Và tôi bây giờ chọc nó nhanh hết nhá, tôi hai cái thằng rốt thì không xong rồi. Rồi 12 các bạn ơi, con này rốt đi. Các bạn ăn được con nào là chết cả con đấy thôi. Tốt. Rồi, số 13. 15. Úi, dễ lẹt lắm. Nhớ chặt bay không bay tháng này không còn 14 đâu. Mấy lần anh mà chọc lần nữa thì bây giờ đưa lên anh gì? Rồi. Có tôi biết chọc rồi đấy. Ăn lớp 10 ăn được khá là ăn lớp 10 sau đó tôi sẽ ăn được nhiều. Tôi là mà chọc nữa thì đưa lên anh với ai?
Thì số đang là 23 nữa các bạn nhá. Bên em to. Chúng coi. Đeo một cục đo chuẩn bị rồi. Thế đặt cùng thành. Ôn là tôi sẽ dùng chiếc đũa tôi hại phòng đấy. Anh chẳng tám là hai cái gì nó rốt quá tôi chẳng tám là chẳng hiểu tốt. Anh nhớ là 11 giờ. Anh ấy dùng cả cân giả đúng mà. Đây. Đây đây cân giả gì? Xỏ đũa như thật nè. Đây. Thằng gì đi tay này tới thì thằng gì cân giả? Nó chắc hơn như. Đấy, em không ăn được cái chỗ này hiểu ạ. Tôi không hiểu rồi, thật thật phòng. Đấy, đấy cơ. Mình chồng hay cặp với con cửa lôi không ăn. Đấy nhé. Thế mới 4-2 đấy. Chồng còn khó em với chồng thôi. Thôi chồng đi em với anh hạ, bắt sau anh hạ luôn là. Chồng ơi, giữ bạn. Tốt. Được chưa, đẹp chưa? Ba cửa lỗ của mày được. Cửa lỗ luôn kìa, giữ được luôn kìa. Rồi chồng cái tưa này không chửa đâu rồi. Mình tính thôi. Chuẩn. Cầm cơ chắc còn là ăn. Chuẩn. Có quá nhỉ. Tốt, à, không ăn phần nào. Chín nè, xem chín. Chín còn được không? Chín đây thì làm sao mà xoáy ra được mà chín. Được, vẫn còn nguyên được. Không kìa. Không biết được ngắm à. Rồi, ba này đấy. Điều biếu mà có cái gì đâu mà. Rồi, các bạn ơi, bắt đầu tôi đánh nha. Rồi, ăn đi. Bắt đầu cơ. Rồi. Ây chà. Ba ăn chín rồi. Chỉ số là 3-4 đấy bạn nhé. Chín ăn 6 à. Chín. Chín. 6. Chín đây. Rồi đấy, đúng rồi. Có cái đâu. Rồi, rồi. 4 anh ơi. Rồi, chúng ta sẵn sàng luôn. Vâng, chú đấy chứ cả anh nhân làm gì. Rồi, các bạn ơi. Rồi, được. Cẩn thận. 9. 9 kìa các bạn ơi. Ăn nó người kìa. Mình ăn cấp mình lúc nào ăn mà. Anh chạy. Quý ơi. Chạy, 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 bốn giờ tính cả rồi ăn cái nào mà 15 không ăn được đâu. Đứng nguyên đấy, đứng nguyên đấy. Dạ. Dạ. Đúng không con 4 giờ 9 giờ đố ăn được thật. Hiện tại là 4 giờ đấy. Ăn muốn tụi tôi muốn vượt vượt hai cái tờ này cứ hạ phát được. Ba có đi tay phải mãi đấy một quá. Khó quá. Từ 5 hay là 5 lặng đánh 5 được. Cái này chỉ cần 5 thôi. Khó. Rồi, tôi xa thế này tôi là tin tưởng anh thôi. Đó, đi đi. Đố là Hiếu ăn được 7 thật. Bác Ngoạt ơi, Hiếu ăn được 7 á, cho thêm 50. Anh ăn đi để lấy 50. Chuyện gì? Chắc là chọc thẳng. Ăn được các bạn. Rốt. 9 hay 4. Chín như vậy. Rồi, treo bàn rồi, thành cắn rồi. Mì tay nhất lóc quạng hết rồi các bạn ấy. Dạ, đi vào. Không tin. Các bạn ấy, 6 rồi, 6 được. 6 đố ăn được. Tôi bắt đầu, tôi lơ chổi các bạn ấy. Lơ chổi này, mà đây phải ăn chặn. Bôi ăn trơn mà phải. Rồi. Ui. Ê. Ê. Tỷ số vẫn là 4 đều. 2, 4, 6, 7. Từ 4 đều. Cắt thủ đô là gì nữa. Rồi. Ôi. Anh Hiếu ơi. Tạm giấu cái này được. Quá thế nhỉ. Này cắt gì đâu. Phá đi luôn. Không, không cần đi anh chỉ đánh chạm đi thôi. Rồi, 6 cái rồi được. Được ghê rồi. Xong rồi cắt con K này để cho bằng cái này mà. Nè chuột chuột. Chuột chuột rồi. Nhất bi. Quá quả này. Tôi lừa. Các bạn thấy biết trình độ của Ngọt tốt chưa các bạn đấy. Mà tôi lừa phát là bị ăn ngay rồi. Biết cái gì đâu mà. Chỉ số bên tôi rất 4-3 nhé bạn nhé. Khó nhỉ. Có biết cái gì đâu mà. Cái này ăn rất bảo thôi. Nhưng mà nó là. Nó bi hiểu đi. Rồi. Bạn này, bạn này thật sự khó mà. Thôi các bạn ơi, chơi bằng cái chổi mấy cái đấy này rất là khó. Cái này đấy gọi là thử thách các bạn. Rồi. Còn gì đây? Rồi. Chạy được. Ê. Vâng, dạ vẫn chặt vào 3 được. Chúng 3 được.
tôi cắt nguồn này. Con chết cái rồi. Ông ngoài cơm có chặt cái gì? Chặt à? Dù thẳng đi hình. Tốt ạ. Chạy luôn, chạy luôn. Tám một người trên không có tồn tại với nó. Tỷ số 4-0 à? 4-0 các bạn đang bắt hôm nay đang gánh tôi, mặc dù cầm búa rồi đang gánh tôi. Tôi mặc dù cầm cây chổi này rồi nhưng vẫn chưa ăn cây nào đó. Anh ăn cây nào chưa nhỉ? Không biết. Các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ nắm con 6 rồi. Vâng. Tỷ số đang là 4-0 nhé các bạn nhé. Trời ơi, ý chưa? Rồi, tôi lại chốt 4 đi. Rồi, nhìn thế là biết rồi. Rồi, cho anh Hiếu rồi. Anh Hiếu ơi! Anh Hiếu ơi! Chào. Chào, tôi không có một tí nha. Tạm đi không? Đấy, anh ấy cầm cái này cho nó chắc này. Đây là dày rồi, cầm dày rồi, may quá. Này nó có biết cái gì không? Vội vàng mà nhớ vội vàng. Đánh chạm đấy là cái gì đây, xấu cái gì. Ăn ba luôn, ăn ba. Nó còn tính ăn ba là khung, khung gốc. Không khung đâu. Đấy, ôi trời ơi, đây là con ăn 6, không bao giờ chơi kia. Thế là tôi đấy các bạn nhá, lần này là con 6 rồi. Ăn được 6 rồi, chứ bảo không bao giờ chơi kia, nó không trúng rồi. Hết. Đi dám đi, đi không hết. Bắn đầu 4 thì nó cũng chặn 8 rồi, bắt buộc phải bắn 8 rồi các bạn này. Tôi khai lên kia, tôi chán. 8, thẳng tấp. Rồi, anh đi cái đi ạ. Bác Ngoan không làm gì được. Tại cô là tôi làm gì? Làm gì? Tỷ số là 2-4-6-5-4 nhé bạn nhá. Đấy. Đây rồi. Anh là không ăn nữa thì thôi đi. Nhớ bây giờ ăn cây đầu tiên đấy. Ăn mấy cây được? Vẫn bảo cây đầu tiên. Anh ơi, ăn rồi ạ. Từ từ thôi. Chọc từ từ thôi, vội vàng làm gì. Bác Ngoan thì bác Ngoan nắn nót như này. Nó ăn đâu. Nhưng mà tỷ lệ ăn của bác vẫn hơn anh cô cầm chổi. Có thế nhỉ? Đúng rồi. Đấu cái rồi. Thẳng một tít, tôi đóng thẳng ghê. Bấm cái thẳng đấy. Bấm đâu? Khoảng. Ui, mấy chắc là ăn như. Rồi, cái đi ạ. Mỗi 5 ăn được rồi. 7 được ạ. 5 rồi, 7 thẳng. 5 rồi, anh cô đang 5 rồi. Ăn 8 rồi, ăn chắc rồi. Đúng rồi. Xuân ăn nữa rồi. Xuân gì? Bỏ hết cỡ vào nhẹ thôi. Xuân cái gì? Tốt. Có nhiều cỡ. Tỷ số là ăn nhau. 6-4-6-5 ăn nhau rồi em. Cho nó quán mặt đấy. Ừ, là cho nó quán mặt. Rồi. Ăn rồi. Cái này thì không phải phải bỏ hết cỡ không? Chưa chắc à? Điên thì cái cơ này không vào thì thôi, mà ra thì cười cho mà. Đúng rồi. Ăn bốn cơ, mất bốn mất ăn rồi. Cả nhẹ thôi, thế thì hai lại lên. Tỷ số ăn nào đâu nhỉ? 6-5 2-4-5-5 đều. Đắp đều. À, 5 đều. Thế đấy, ít hơn bên này quân rồi. Đây bên nào. À, hay quá. Cô có lên 5-5. Sao nó tốt thế, biết rồi. Anh ơi, anh chưa cắt gì cả đâu. Mày cầm cái chổi của con cái cũng hấp một thôi, đánh cái gì. Mày nói sao nó rồi. Rồi, giấu cái mà. Này, nó chưa bị bảo toàn là hai thằng cặp tốt nhưng mà toàn bảo giấu cái này đều cái. Trời, em ăn đâu anh ấy. Em chịu con này, ông ăn em thì chúng đi thôi. Chúng đi ăn chúng anh đấy. Vẫn chúng cả. Rồi. Là chúng đi. Rồi, cá đẹp, đánh cái gì? Đánh 13 để chết chắc thì 13 bác không ăn thì cháu ăn, con cháu gặp chổi đấy. Đánh nắm 13 như đánh nắm 7 như đánh lặng thêm cá trên bà Bia. Ơ, có gì? Báo cứ tưởng các bạn này.
các bạn thấy ngọt càng chọc càng thể hiện mình rốt không các bạn ấy? Đâu mà để gần quá. Rốt thì chả thế, chọc rốt. Rồi. Cháu nhìn bác ngắm là cháu được bác ngắm bảy không? Rồi, ngắm rồi, rồi. Rốt cà này. Này này, rốt luôn cũng nhịp. Đi ăn. Đi đâu? Dạ, có. Rồi, sắp đưa đổi cho khôn đi chọc đũa tí này. Được. À, mấy ạ? Đấy. Đâu, bây giờ tôi sẽ đổi cơ nhé. Đánh 3 vào lỗ chạm 7 vào lỗ 10 à. Tốt. Rồi. Lý thuyết là thế nào? Nhiều thật đi. Lý thuyết nó nặng dễ thế nhỉ? Nhiều thì 13. Thằng bảo nói hay làm bác ra đây cô đấy à? Bên tỷ số là 5-4 đúng không? Bên mình 5-4 đúng không? Đấy, Hiếu nhìn cầm cơ khác nó khác hẳn này. Phân trưởng. Ủa thì nó không đớp được rồi đấy anh. Anh đớp của em cái. Bảy, anh đớp cái gì? Bảy, bảy nhá. Trận chiến công là thành công. Anh đang nghĩ ra. Đâu rồi? Ngay không ăn thì kia đó ăn. Thấy thằng chồng rốt thế nhỉ? Ui, nhỉ đấy giờ. 5 đều hoa đây. 10 ra đấy. Nó ngọt thế nào đấy? 3 thì 13 là ăn 3. Thì lấy gánh cái con. Ui, lệch ăn sao bên này mới để không? Rồi, giờ phòng nó cần rúa nó ăn được chỗ nào? Ăn đây là được, chúng là được, không cần phải ăn. Người ta chọc như thế mà. Rồi. Côn, sợ không chú ý. Rồi, côn sợ không chú ý. Các bạn ơi. Chào mừng nha. Trời ơi, đúng rồi, rất là lâu các bạn, chúng tôi chỉ đánh xong một ván để quyết định thắng thua thôi. Các bạn là khó, mình lo ngắm chuẩn nhưng mà chọc lại lệch. Còn cái đũa với cả cái chổi rất là khó nên là thi đấu một ván quyết định luôn nha các bạn nhá. Pha dấu bi đẳng cấp ạ. Trời, đẳng cấp đấy. Này, dấu đấy, anh chồng đi. Đấu nhớ em vào đây để ghi. Tỷ số vẫn rất gay cấn là 5 nhờ các bạn nhá. Rồi, đứng im đấy. Em không đâu, ăn một cái. Đúng nguyện đấy. Chúng mi là được. Cái tầm lúc này là chúng mi. Đại cái đây thì nó. Bây giờ là được chơi an toàn thôi. Thì chúng mi là được, cân à. Ăn được, anh côn ăn được. Năm này không chặt được. Anh côn trượt này. Năm này không chặt được. Trượt ngay, biết ngay. Chín anh ơi. Hôm nay chỉ đánh một ván đi, phân định thắng thua đấy, đừng có thả nữa. Rồi, 6-5, anh ơi. Cung rồi, 13 cung rồi. Ủa, hừng đánh lá đi được này, đánh lá cho ba đây. Không đủ độ thẳng. Lấy ra đánh 4. Rồi, và tiếp tục cùng là mặt tỷ số là 6-5 các bạn nhá. 13-4. Ăn được 4 là ăn 13 luôn. Bác Ngọt ngắm mặt rất là nét, căng thẳng thế nhỉ? Chờ này. Biết ngay chứ. Bốc bài không? Bốc cái đi. Không. Tôi sẽ chăn lên 4 góc, cần gốc luôn này. Ui. Em là sẽ xin dung thế. Dung nào cũng dung được cái bàn thế này đi. Dung được. Anh đọc từ đây làm sao mà dung được trên bên kia. Dung ra còn đã chân ra thì gì. Đây, dung này là có anh côn, anh côn đang thua đây, anh côn đang đó đang lăn đây, anh côn tỷ số 75 rồi bạn nhé. Bên tôi một quả nữa, bên tôi thắng rồi. Cả chồng cũng đi cầm cũng hút ra, cả chồng cũng đi là được. Thế thôi, nghe đang chặt rồi, anh côn chăm cái gì? Cân rồi, giấu cái giấu đi cơ này bắn tôi đóng một phát thẳng quân năm lỗ góc và thắng luôn nhá. Anh ơi, cố gắng lên, mình phân định thắng thua một ván đấy. Tôi già biết tay luôn. Có à? Lo nào thôi, mang ngồi. Thôi con này. Thôi. Dẹp dẹp. Tôi đánh nhá. Bên cháu còn một bi kia thôi bác ơi. Bác còn 3 bi đấy. Bác mà chỉ sảnh câu ra là cháu ăn ngay đấy. Rồi. Chúng mi đây, cứ dí vào con 3 đây. Đường xa đũa không trúng đâu. Rồi. Bây giờ thì nặng khó anh côn thôi. Con. Ăn gì. Ăn quá hay gì nữa.
Ăn không được là nhiều ăn đấy. Mày chưa tương xuyên đánh cơ là Yêu ăn hộ cá. Hô ạ. Yêu ăn hộ cá. Anh ơi. Anh ơi. Yêu ăn anh ơi. Cơ hội kết thúc bàn đấu luôn đấy. Cô bà này nhét vào. Anh ơi. Bi lên. Bốc bi lên em ạ. Đúng rồi. 5 điểm ra ngoài đây. Không phải là phải ăn thôi. Số là 65 nhá bạn nhá. Nào, chuẩn này. Ô kìa. Chọc con anh lệch xem này. Được. Các bạn này. Câu 13. Anh nhớ chọc Tia bằng vũ kém thật. Trời. Chọc. Có anh cắt được gì? Nào. Khó mày mày ơi. Trời khó là chết đại chết. Tính rồi. Ta ăn con người á. Ui trời ơi. Anh ơi. Nhạc bông. Chắc rồi. Ok các bạn. Chặt thì anh yếu là cơ thuật mình phải không? Ba các bạn ơi. Đây cầm cứ tạo một cái cần nhà hai thằng già này tí. Thua tí thua được thì đừng bảo tạch số. Rồi chắc. Họ năm tập trời tập mưa lại không đúng cửa lỗ thì quá rồi. Năm khó thế nhỉ bạn? Khó thì nhìn tôi còn clip này mà hay thì mai bảo phòng nó sẽ chọc một chảo rửa son. Tôi cắt con người này. Rồi tạ. Rồi em ăn gì được? Năm được. Và tạch cơ rồi mà. Thế anh bảo cầm chổi anh mạnh lắm. Từ lên tôi biết đã được vào bia nào đâu. Anh ăn mấy con? Ăn được mỗi con. Ăn rồi. Ăn chưa chứ. Chà. Tính rồi không ăn xuân. Cay nhỉ, cay nhỉ. Sáu đều xuân. Sáu đều bạn nhá. Đứng đấy. Đâu, người ta đã cấp được cả, người ta ăn xuân nhỉ. Chán rồi đấy. Rồi, đội già từ ấy toàn bia rùa với xuân. Em rùa với xuân rồi anh gái. Rùa với xuân. Rùa với xuân nè. Ui dồi. Rùa với xuân nè. 7-6 ra đây. Bác lại có tin bi đâu. Tôi đã bảo rồi lại. Thôi, không cần lên. Bảo rồi, không tin bi. Hai tẩy nó rốt, nó không có gì đâu. Tôi cắt phải ăn để kết thúc vườn không thành. Mẹ con rất nhiều. Ăn luôn đi nấp gì. Mẹ xa các ông đi cắt đi chị. Quá ra anh chào các bạn tốt này. Rồi, lần thứ này. Nhớ em ăn không anh gái. Lại 6 lần nữa bạn nhá. Chợt đi anh cầm. Anh cầm không mà em bừng mũ. Thật không hiểu nhớ mày vào đây mày để mày làm gì nữa. Cắt lặng được em à. Tin bi đi. Em ngọt đang chuẩn bị ăn lặng đi bạn nhá. Đi lên đi. Thôi bốc bi. Cái này các bạn bốc bi cãi anh thế nào. Cái thằng tốt này biết cái gì đâu mà cần trúng bi được không. Đợi cơ hội thôi các bạn. Nhớ chiến thật đấy. Em lại bốc bi. Em là trúng bi thôi. Thật. Phòng mày là trúng bi thôi. Bốc lên. Kiếm như còn gì nữa. Chỉ cần trúng bi thôi. Giang là có lỗ, là có lỗ gì ngang. Thế thì số là 64 nhá. Bên dạng là 4 thôi. Rồi lại thua chắc rồi. Rồi nhá các bạn. 4 đi ăn 4 đi. Anh ăn một con nữa trong này. Để ăn con nữa giải quyết luôn. Không dài dài. Ăn 9. Không có cơ làm cửa lỗ. Rồi. Đâu, bác cứ phi đấy, chặn ở đây, chạm mà băng trước là ăn chặn. Quan trọng là nó không tin được đi, cái này nó lệch cửa này. Ba gì? Quả này ăn gì đây quá. Đừng bốc bi được rồi. Vâng. Tôi đã bảo các bạn, quả nào tôi bảo bốc bi là phải bốc bi thôi, không cần rốt. Đây là mới là chặn cái này. Tỷ số lại gia tăng 6-3 các bạn nhá. Thôi khó lăn tôn để chọc chổi lên đưa chúng nữa. Chủ ăn không hả? Quy rồi. Rồi cái gì ạ? Cái đeo cái gì? Đùa là chậm đúng rồi mà. Nó mở cái đầu kia nó lệch. Cái gì?
Ui giời ăn xuân, đây chọc mạnh ăn xuân. Rồi để em thổi vui cho anh, cứ chọc thổi đi. Anh chọc thổi đi. Qua xa kia tôi, nếu mà tôi kia... Bánh ạ. Thôi an toàn. Cứ phải kêu an toàn nó tính tiếp. An toàn rồi. Được chưa? Tỷ số 6-3 nha bạn nhá. 8. Bên giả hôm nay thật chứ. Cứ cho họ quyết nhỏ, cho họ không hết đi nên là mình thắng. Thật thật. Không đi thì phải vội vàng. Rồi. Năm rồi. Các bạn ơi, con năm này không ăn thì thôi. Lờ đúng cô gái nhỉ? Em ăn năm rồi anh thua luôn. Nếu mà không ăn năm em bốc 3 cây lên nhá. Không, chơi gì? Năm này năm mới lạnh một tí. Không, mình tìm. Đến Zumi được rồi, bên dù già rồi chứ làm sao mà đánh được. Quá ghê các bạn, đánh cái này nó lệch lắm ạ. Dễ ợt, mày thấy anh 8 chưa? Tốt, dễ ợt, có cái gì? Thì số 46 nha, bên già từ đấy toàn ăn xuân thôi. Chợ, em ơi, quan trọng là cái kết quả gì là chất 9 à? Chất 9, chẳng 9. Chất 9 à? Tốt. Thế cả anh. Quá tên rồi. Cả này tôi bảo rốt rồi, đưa lại đây, chỗ đây. Chỗ đây để tỷ số lại 6-3 các bạn ơi. Tôi đã bảo rồi, tôi ai em đưa đánh lại cơ hội thôi các bạn. Tôi đùa mấy cái thằng rốt này từ nãy giờ tạm hết. Rồi và tôi sẽ được cơ tôi dọn hết nhá. Rồi tạm, được rồi, cứ thế được rồi. Thôi quả này là... Cứ đợi cơ hội của lỗ mình phẹt. Mình phải đánh giống như mình đánh an toàn, không để bốc đi được. Rồi. Không ăn à? Ui dồi khó nhỉ. Đưa 7 con cái đi đâu cạ côn. Đưa 7 ấy. Nhìn trên trường. Đâu. Cứ chạm nhau 7 thôi, cứ chọc thẳng mặt 7 thôi. Quả 9 ha. Rồi. Cái đi ạ. Mà cho côn thích chạm lâu chạm. Con chọc lại bốc đi đấy thôi. Rồi. Ăn đây này. Còn chọc cứ ăn xuân để chọc nghe. Ăn xuân. Chọc ăn bình ăn xuân. Ăn xuân đi. Ăn xuân. Xuân. Rồi nhớ em chọc đi. Chín đúng 13, 9 đi. Chín, chín, chín. Chín ăn thế nào? Một cơ, định ăn 10 cơ. Quân này tôi không ăn à? Đấy, cầm cái đi, hương với chào đi. Còn mẹ có cái. Phải gì đâu, à, phải luôn. Đó, gọi đúng rồi. Cố lên ra ngoài, bên già cũng thế hơi yếu đấy. Đúng lại họ đâu ăn hộ gái ăn đi họ hoàn tôi chọc thẳng mặt cho cái cần đừng đúng không đừng trong cái này thứ kia đừng cái đầu này ui hồi tí nữa vào đây là cân chính là cân đi đâu ui bây giờ già còn một vi chứ bạn đấy à không hai vi tôi đã bảo rồi 62 thì đài này bốc cho mình cái thằng an toàn anh bảo rồi chiến thuật cứ là cơ hội nếu bốc phải không thì tụi tôi là thua luôn tại cơ hội không được gì phải vội vàng bây giờ tôi bắt đầu thọc nhá bắt đầu đi còn anh không biết không đúng gì đấy 67 thì số 72 à 62 đã không gì này chạy trượt này vâng vào đây đừng gặp cho hơn rồi lại trượt này không biết gì nữa lại trượt này Thật lại trượt này. Ngắm 13, ngắm 7 đấy. Có thế nhỉ? Mình đã bảo rồi, không biết ngắm 13, ngắm 7. Đường ra còn một bóng nhá. Tôi đừng để mình đồ ăn cũng đi đi. Đường ra còn đi về không? Đây, đây, phát lại chấm một phát là cơ rồi. Tôi bốc lên. Bốc cái nào? Bốc lên. Bốc chưa đại nhá. Rồi các bạn lại trượt mấy này, chậm vội quá, tỷ số thật lại 5-1 nhá. Tôi đã bảo ngay là bảo ngay đầu rồi, tốt. Bảo tập cũng ghi lại, đội này mốc nên là thua rồi thì... Đội này trượt một cái nữa là mốc nên là không ghi là thua luôn. Đúng thật. Đoạt rồi, nếu mà mốc hết ghi là thua luôn. Tôi đừng là âm. Không được âm ghi. Em ơi 7 ngoan hơn 1 nhiều, tốt. Các bạn này, một ván bia rất là lâu luôn. Nghỉ không ăn nữa. Thằng đầy không ăn tập này. Đưa lại nữa.
đổi chiến thuật này, đôi dài đổi chiến thuật. 13. Rồi đây bạn này. Các bạn đã bắn hết bì luật chơi là những cái bì là thua đấy bạn nhá. Kỳ tôi clip nó khá dài rồi, bây giờ đội tôi là đội chiến thắng và đội già thì không tính tiền rồi. Chọc cả hơn nửa tiếng là ăn được không bi các bạn ạ. Vậy là clip của tôi đến đây là kết thúc nhá. Thì đội trẻ, đội vô địch các bạn ơi, thì tí nữa tôi sẽ banh cho nhiều 500 xong nhá. Còn bây giờ đội già sẽ chịu hình phạt, đó là được em hàng xóm là lấy chổi vùn mông nhá các bạn nhá. Ok. Mỗi người 5 cái nhá. Một đầu kia cho mặt. Mông mảnh. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Đạo nghĩa các bạn. Hôm nào chúng tôi phải phục thù mới được. Đội già là kinh thường đội trẻ này. Đấy. Xem các mặt có lót gì mà đít đâu. Một, hai, ba, bốn, năm. Ok các bạn ơi, làm hết đít chưa? Như lúc mẹ ngày xưa đi chơi mẹ là mẹ hụt. Rồi các bạn ơi, clip của tôi đến đây kết thúc nhá. Nếu các bạn thấy clip của tôi hay thì các bạn hãy like và chia sẻ đăng ký của kênh tôi nhá. Còn các bạn muốn tôi làm gì, chọc bia kiểu gì, các bạn hãy bình luận phía dưới một nữa. Xin chào các bạn.